Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3.99 tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Liro Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Như Huyền và Lê Thái. Và kính thưa quý vị, cancer, ung thư hay là chúng ta gọi là ung thư đó, thì đây là một trong những cái căn bệnh mà chúng ta nghĩ rằng là nó là gây đau đầu cho rất là nhiều người, cho giới y tế, cho giới bác sĩ, khoa học luôn. Tại vì cũng có đang rất là nhiều cái căn bệnh ung thư thưa quý vị vẫn chưa có thuốc chữa. Và để cho chúng ta mà tránh cái vấn đề ung thư á, chỉ có là chúng ta nên ăn uống điều độ, tập thể dục, và chúng ta nên có một cái vấn đề là rèn luyện sức khỏe, cũng như là chọn những cái thực phẩm nào làm mạnh, giàu chất xơ để chúng ta có thể làm hoặc nhiều vitamin, ít chất đạm mà cũng phải cung cấp đủ chất đạm cho cơ thể nữa. Đừng nhiều chất đạm quá, phải đủ chất thôi, vừa đủ thôi. Thì chúng ta mới có thể có được một cái cơ thể khỏe mạnh. Và nói đến ung thư thì người ta cứ nghĩ là nó liên quan đến đồ ăn thức uống không, hoặc là cái tác động của môi trường. Nhưng ngày hôm nay thì Lê Thái nói về cho quý vị một cái thông tin, đó là những cái bệnh ung thư mà có yếu tố di truyền cao, nguy cơ di truyền cao từ những cái người cha mẹ hoặc là đời ông đời bà để lại cho con cháu. Để gì không để, để lại bệnh nghe nó mệt quá. Hay để tiền hay là để cháu báu gì? Như Huyền nói là để cái gì không lại cho con cháu, cho con cái cháu không bà. Để tiền bạc rồi tài sản để cửa rồi để cancer lại thì thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà nói cho vui thôi quý vị, đâu có ai muốn đâu, ai cũng muốn cho chúng ta có một cái sức khỏe thôi. Nói vui như vậy nhưng mà di truyền thì không ai né khỏi cả, gọi là tránh trời không khỏi nắng đó. Ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị ba cái bệnh ung thư mà nó có liên quan đến cái vấn đề mà di truyền thưa quý vị. Cái đầu tiên như quý vị cũng đã thấy trên màn ảnh, đó là cái ung thư đại tràng thưa quý vị. Ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt là các bệnh mà theo các nhà khoa học người ta nói là có nguy cơ di truyền rất là cao. Và cái gia đình nào mà có nhiều người mắc các bệnh ung thư này thì chúng ta nên tiến hành tầm soát cái bệnh ung thư kỹ trước khi mà chúng ta quan tâm nó nhiều hơn. Nói nôm na là chúng ta nên quan tâm nhiều hơn và tầm soát nó kỹ hơn. Và kính thưa quý vị, tùy theo giới tính hoặc là có truyền nhiễm hay không, và có yếu tố di truyền hoặc là bệnh mãn tính, hoặc là tình trạng thể chất của từng người, mà cái nguy cơ mắc bệnh ung thư của mỗi người, mỗi cái trường hợp nó mỗi khác nhau. Nhưng trong yếu tố đó thì mọi người đặc biệt đến, chúng ta đặc biệt chú ý tới là cái yếu tố di truyền. Nhiều người ta nói là khi mà chúng ta ăn uống thì chúng ta dễ bị mắc ung thư đại tràng hoặc là bị mắc ung thư vú. Nhưng mà theo nghiên cứu khoa học thì ba loại ung thư có nguy cơ mắc di truyền cao là ung thư đại tràng này, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Nó không phải là liên quan đến thức ăn thức uống hay là cái giờ giấc hoặc là thuốc thang hoặc là môi trường không thưa quý vị. Và hầu hết các nguyên nhân gây ra ung thư mang tính di truyền thì đều là do gen ức chế ung thư hoạt động bất thường thưa quý vị. Và nguyên nhân gây phát bệnh ung thư là do một số cái bộc phát số lượng tế bào ung thư mà nó do sự hoạt động bất bình thường của các tế bào ức chế ung thư nó gây ra. Và các khối u mang tính di truyền, tính gia đình thì lại dễ trở thành bệnh ung thư do di truyền sự bất thường của các gene ức chế các loại ung thư đặc biệt đó. Và chúng ta cũng hiểu nôm na rằng là cái khả năng miễn dịch của những cái người này với các loại ung thư đó thì đặc biệt thấp. Thành ra cái bước đầu tiên thì chúng ta nói là cái ung thư nào có yếu tố di truyền và cái loại ung thư nào không có yếu tố di truyền thì chúng ta vẫn không biết được. Tại vì do chúng ta phát hiện sớm hoặc là do chúng ta phát hiện muộn thì cái phần tiến triển của nó là chúng ta mới biết được cái hậu quả nó như thế nào. Đúng rồi. Cái vấn đề phát hiện nó quan trọng hơn. Chúng ta đừng có tập trung vô cái yếu tố di truyền hay yếu tố nào, mà khi mà chúng ta đã phát hiện ra cái cùi bệnh đó thì chúng ta phải ngăn ngay từ đầu. Yeah. Một số người ta nói có mang tính di truyền, bởi vì khi mà ung thư thưa quý vị, đời cha mẹ có người cha hút thuốc ở trong phòng. Bị ung thư phổi. Thì chắc chắn khi mà cái đời sống sinh hoạt của những người con đó ở trong phòng thì chắc chắn cũng sẽ liên quan đến những cái bệnh liên quan đến phổi. Hoặc là cha mẹ uống rượu nhiều, cái tác động về cái đời sống sinh hoạt của cha mẹ hay là ông bà nó gây tác động ảnh hưởng về tâm lý cũng như là cái thói quen sinh hoạt, nó cũng là một trong những cái vấn đề mà người ta gọi là yếu tố di truyền thưa quý vị. Không phải là do gene không, mà là di truyền từ trong cái tính cách, di truyền từ trong cái thói quen của chúng ta từ ông bà cha mẹ để lại. Rồi đặc biệt thì nếu như quý vị nào mà chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe thật tốt thì có một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục, ăn kiêng,
giảm chất béo, giảm đường, giảm mỡ, giảm tất cả những cái thức uống có cồn, hút thuốc này nọ, ngủ sớm thì chúng ta có thể ngăn ngừa cái nguy cơ bị mắc bệnh ung thư, cũng như là quý vị nên tầm soát cái bệnh ung thư. Nếu như gia đình chúng ta có những người mà bị di truyền trước đó thì chúng ta nên tầm soát căn bệnh để mà chúng ta có thể phát hiện sớm những căn bệnh ung thư để mà chữa kịp thời. Đúng vậy Như Huyền. Đúng rồi, cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin về vitamin, là những cái supplement là mình uống, tác dụng nó có rất là nhiều cái loại để mình uống, mà khi mình đi uống những cái supplement, những cái vitamin đó thì phải cần phải hỏi bác sĩ. Thì các bạn tin sau đây họ nói rằng có những loại vitamin là mình không cần phải sử dụng, ăn uống là đủ rồi thưa quý vị. Và có những loại vitamin như là FDA đã không chấp thuận cái chất bổ sung vì cho cái sự an toàn của những người tiêu dùng, mà khi họ cho ra thì họ phải có ghi ở trong cái trên cái label về cái tác dụng phụ rõ ràng, nên khi mua nhớ đọc kỹ thưa quý vị, để bảo đảm sức khỏe của người khác, cho nên là họ phải ghi rất là rõ ràng. Và theo như tốt nhất là vitamin D nào mà mình uống thì mình nên đi nói chuyện với bác sĩ và mình đi lên test. Nếu mà bác sĩ thấy thiếu và cần uống bao nhiêu thì bác sĩ sẽ nói uống, chứ mình đừng có uống quá nhiều. Và có loại vitamin ở đây trong tờ báo này họ nói rằng là không nên uống, đó là vitamin A, tại vì thường thường trong thức ăn đã có đầy đủ những chất vitamin A rồi. Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho thị lực tốt, một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, giúp tim phổi. Và nói đúng hơn thì nó sẽ giúp cho cái phổi của bạn hoạt động rất là tốt. Tuy nhiên, tiến sĩ Kron nói rằng là vitamin A có thể gây tổn thương gan và dị tật bẩm sinh nếu mà có quá nhiều hoặc là dùng quá mức và giảm mật độ khoáng xương. Và cái thứ hai đó là biotin, thưa quý vị, đó là một cái loại biotin theo Paula Debrich, chuyên gia dinh dưỡng và là thạc sĩ của cộng đồng và chủ sở hữu của ngành y tế, cũng nói rằng là vitamin này làm cho móng tay mình mọc dài hơn, tóc, và bổ sung vitamin B ở trong đó, nhưng mà sử dụng quá nhiều gây ra hậu quả nghiêm trọng, và bổ sung biotin trong đó quá nhiều sẽ gây ra nó không có điều cái liều lượng hormone, nó không có được cân bằng nữa, nên quý vị nhớ cẩn thận. Và cái thứ ba hai đó là vitamin D, thưa quý vị, vitamin D có thể giúp hấp thụ canxi. Thường thường quý vị 30 phút mỗi ngày đi ra ngoài ánh mặt trời mới cũng lấy được vitamin D rồi, mà vitamin D uống nhiều quá thì sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, bị tiểu đường và suy nhược. Và cái cuối cùng đó là chất sắt, thưa quý vị, là nhiều chất sắt có thể gây ra về vấn đề gan, và sử dụng quá nhiều thì cũng sẽ làm rất là hại cho cơ thể của mình. Và cái thứ năm đó là zinc, đó là chất kẽm. Kẽm cũng, nếu mà sử dụng quá nhiều chất kẽm thì nó làm cho cái chất miễn dịch của mình nó rất là yếu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì Bill Gates là một trong những tỷ phú nổi tiếng thế giới, đúng không? Cựu nước Mỹ của chúng ta. Rất là nổi tiếng. Ông làm từ thiện rất là nhiều, thưa quý vị, và hiện nay thì cái bảng tuột hạng của ông ở trên cái gọi là sao, cái bảng xếp hạng mà những người tỷ phú trên thế giới đó, hiện nay đang bị vượt mặt bởi một cái tỷ phú người Ấn Độ mà Lê Thái và Như Huyền vẫn đưa đến quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy hình ảnh của vị tỷ phú này. Kính thưa quý vị, ông tỷ phú này là ông tỷ phú tên là Gautam Adani, là một trong những tỷ phú được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Ấn Độ, giống như một cái tài sản quốc gia của Ấn Độ vậy, đã tăng một vị trí trong cái bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của tạp chí Forbes đã đăng. Và sau khi mà Bill Gates công bố khoản đóng góp là 20 tỷ Mỹ Kim, cái tiền làm từ thiện, Gautam Adani đã trở thành cái người giàu thứ tư trên thế giới, với khối tài sản của ông lên tới con số là 112.9 tỷ Mỹ Kim, theo tạp chí Forbes đăng tin. Và Bill Gates đã tuột một bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới theo của tạp chí này, và xuống vị trí thứ 5 ở trên bảng xếp hạng với khối tài sản là 102 tỷ Mỹ Kim sau khi công bố đóng góp 20 tỷ Mỹ Kim cho quỹ là Bill and Melinda Gates vào tuần vừa qua, thưa quý vị. Adani là một ông trùm trong ngành cơ sở hạ tầng và sở hữu cái khối tài sản và cổ phần trong 6 công ty đã niêm yết mang tên ông và hoạt động trong lĩnh vực là điện, năng lượng xanh cũng như khí đốt, cảng và nhiều cái lĩnh vực khác. Tài sản của nhà tài phiệt Ấn Độ này tăng gấp đôi từ năm 2021 cho đến năm 2022 và đã vượt qua mặt tỷ phú Ấn Độ là Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á vào tháng 2 năm nay. Thì lúc đó thì Adani đã sở hữu khối lượng tài sản là 90 tỷ Mỹ Kim rồi, thưa quý vị, và xếp ở vị trí thứ 10 trong danh sách tỷ phú. Thì ông là một cái người mà khởi đầu bằng việc mà bỏ đại học, không học đại học, nhưng khởi nghiệp bằng cái việc xây dựng một cái công ty xuất khẩu hàng hóa vào năm 1988. Và trong vòng từ năm 1988 đến nay thì ông đã
quyên góp rất là nhiều trong cái trong vấn đề mà làm từ thiện của ông. Trong đó thì ông đã góp khoảng 7.7 tỷ Mỹ Kim cho một cái hoạt động xã hội trong mấy ngày vừa qua, và cũng là một trong những vị tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là con trai của vị tỷ phú đó, và một cái cảnh sinh hoạt của một cái gia đình tỷ phú vô cùng đơn giản mà nó nhẹ nhàng và dễ thương, đúng không chị? Không biết là chị Huyền có muốn làm con dâu của gia đình này không? Tự nhiên hỏi một câu mà không trả lời được. Trong khi đó cái hình này là nó chừng dần là người này đã có vợ đó. Còn kêu như hỏi là có muốn làm dâu không? Nhưng mà giỡn thôi quý vị, thật sự là giàu có thì không muốn rồi, đúng không? Nhưng mà thật sự đây là những thông tin vui, cũng như là một thông tin về cái vấn đề mà tỷ phú mà Lê Thắm gửi đến quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng. Và quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.